Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Linh được xác định là bị can gây ra vụ án mua thuốc độc cyanur về giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp rồi dựng hiện trường giả gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo điều tra ban đầu của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong quá trình sinh sống chung với cha, Tống Thị Tùng Linh ngủ tại thành phố Bà Rịa hay bị cha la mắng và hai mẹ con bị cha đối xử không tốt nên sinh lòng thù hận. Ngày 18 tháng 1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh mua một ký chất độc cyanua, sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh. Cha của Linh là ông Tống Hồng Điệp lấy một chai nước để uống và tử vong sau đó. Đến sáng hôm sau 19 tháng 1, Linh kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào, rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịch kính thi thể của cha để che giấu hành vi tội ác linh dùng xăng đốt nhà rồi loan tin có người lạ đột nhập vào nhà tấn công linh và giết chết cha tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu của linh cơ quan công an đã nhanh chóng xác định linh là thủ phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam tống thị tùng linh để điều tra về hành vi giết người